Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các sản radio, các sản roboty, các sản yêu đến từ nhiều nền tảng uy tín phát triển được cũng như đến từ các sản đầu tình. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập để từ những giải mới nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thế các bạn, như nhiều anh em đã biết là hiện nay chúng ta đang có một cái phiên M-Day với một dự án Hàn Quốc có tên là Fancy. Phiên M-Day ngày hôm nay thì là một phiên trading. Ở phiên này thì anh em có 800 vé trúng thưởng. Nếu như anh may mắn thì sẽ nhận được 25 token Fancy cho mỗi vé trúng thưởng, trị giá tương đương hiện tại là $70 theo giá ở trên CoinMarketCap. Và thời gian đếm vôn sẽ bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 15 tháng 7 và kết thúc đếm vôn là lúc 17 giờ ngày 18 tháng 7. Các cặp giao dịch đều đủ kiện phía dưới đây, và anh em chỉ cần chơi trong các thị trường Spot, ETF, Margin và Future với khối lượng giao dịch là nhiều hơn $500, anh em sẽ được claim một vé. Đó là cái chương trình em đây. Và bây giờ quay trở lại với chương trình Aerobe ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với anh em một sự kiện độc quyền của Mix Việt Nam, chia sẻ phần thưởng là 300 Mix. Sự kiện này thì rất nhiều anh em trên kênh chúng ta ăn được kèo rồi, và hiện nay giá Mix đang là $1.5. Nếu như anh em mà tham gia vào sự kiện này thì mỗi anh em sẽ nhận được khoảng $3, ít nhưng mà uy tín anh em nhé. Và tất cả những cái chương trình Aerobe này thì đều được Mix Việt Nam phân phối, anh em yên tâm về cái chất lượng. Rất nhiều anh em trên kênh chúng ta đã nhận được phần thưởng này rồi. Thế công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ mở vào kênh Facebook chẳng hạn. Ta copy nguyên cái đoạn này cho mình. Lá quá nhỉ. Chúng ta mở vào phần, các bạn có thể vào cộng đồng kiếm tiền online. Đây là cộng đồng mà mình tạo riêng để chia sẻ với anh em. Đây mình có một cái banner. Các bạn không cần thêm banner cũng được, không cần thêm ảnh lề cũng sao đâu, mình thêm cho đẹp thôi. Chúng ta sẽ chia sẻ ở trên Facebook hoặc là ở trên Telegram nhiều hơn 1.000 thành viên nhé. Trên cộng đồng kiếm tiền online của chúng ta thì đã đủ thừa và dư 1.000 thành viên rồi. Đấy, chúng ta sẽ chia sẻ bài post vào đây này. Chúng ta lấy link, chúng ta vào phần thời gian bài đăng để lấy cái phần link chúng ta vừa chia sẻ. Rồi chúng ta lấy cái phần UID của thuần Max chúng ta nhé. Bên đây này. Rồi username của tài khoản Telegram các bạn điền đây. Và ta sẽ nộp cái form lên, hoàn tất chuyển ký đã xong thôi. Đấy các bạn nút gửi nhé. Mình thì tạo quân nút gửi để tìm link cho anh em. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình sự kiện em đây độc quyền với tổng tài thưởng là 300MX, chia sẻ cho 150 người may mắn từ Mix Việt Nam. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.